Lần đầu tiên kể từ khi thành lập đất nước vào thế kỷ 18, tòa án tối cao Mỹ tuyên bố rằng các cựu tổng thống có thể được bảo vệ khỏi các cáo buộc hình sự với tất cả những hành động nhằm vào thẩm quyền hiến định. Theo phán quyết của tòa án tối cao, cựu tổng thống Donald Trump có quyền miễn trừ truy tố đối với hành động công vụ nhưng không được miễn trừ đối với hành động cá nhân. Cùng tìm hiểu thông tin về kim bài miễn tử của ông Donald Trump và phản ứng của tổng thống đương nhiệm Joe Biden về phán quyết mới nhất này trong Thái Nguyên I20. Theo hãng tin Reuters, ngày 1 tháng 7 theo giờ địa phương, tòa án tối cao Mỹ ban hành phán quyết khẳng định ông Donald Trump không thể bị truy cứu hình sự đối với bất kỳ quyết định quyền hạn nào mà ông đưa ra theo quyền hạn của tổng thống. Quyết định này bác bỏ phán quyết trước đó của tòa án phúc thẩm rằng ông Trump không được hưởng quyền miễn trừ trách nhiệm hình sự đối với các nỗ lực đảo ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2020. Phán quyết trên trao cho cựu tổng thống Mỹ quyền miễn trừ tuyệt đối đối với các hành động dựa trên quyền lực hiến định cốt lõi. Đối với các hành động còn tranh cãi, liệu có thuộc thẩm quyền chính thức của tổng thống hay không sẽ hưởng quyền miễn trừ giả định. Các hành động được xác định không nằm trong quyền hạn tổng thống sẽ không hưởng bất kỳ quyền miễn trừ nào. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, tòa án tối cao Mỹ khẳng định quyền miễn trừ tuyệt đối đối với tổng thống. Tòa án tối cao Mỹ cho rằng các chỉ đạo của ông Trump đối với Bộ Tư pháp sau ngày bầu cử năm 2020 hưởng quyền miễn trừ tuyệt đối. Tất cả hành động còn lại đều hưởng quyền miễn trừ giả định bao gồm những động thái liên quan đến cuộc tấn công tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6 tháng 1 năm 2021. Cơ quan này chỉ đạo các tòa án cấp dưới tiến hành xem xét bóc tách rõ ràng hành động nào của ông Trump nằm trong và ngoài quyền hạn của Tổng thống, cũng như đánh giá liệu phía công tố có xây dựng lập điểm đủ vững chắc để phủ định quyền miễn trừ giả định của ông Trump hay không. Điều này đồng nghĩa phiên tòa xét xử ông Trump liên quan đến nỗ lực trụ lại Nhà Trắng hồi năm 2020 sẽ phải lùi ngày xử tương đối lâu để tòa án hoàn thành quá trình trên. Theo cơ cấu tam quyền phân lập do Hiến pháp quy định, cựu Tổng thống Mỹ phải được hưởng quyền miễn trừ truy tố với các hành động công vụ trong nhiệm kỳ. Tất nhiên, Tổng thống không đứng trên pháp luật và sẽ không được hưởng quyền miễn trừ với các hành vi phi công vụ, ông John Roberts, tranh án tòa án tối cao cho biết. Cũng theo tranh án Roberts, vụ án của ông Trump sẽ được gửi trở lại các tòa án cấp dưới để đánh giá liệu hành động của cựu tổng thống trong vụ việc là công vụ hay phi công vụ. Với việc chỉ còn hơn 3 tháng nữa là đến ngày bầu cử tổng thống mùng 5 tháng 11, phán quyết của tòa án tối cao Mỹ gần như đảm bảo ông Trump sẽ không phải ra tòa đối với bất kỳ vụ án hình sự nào ngoài vụ chi tiền bịt miệng sao khiêu dâm trước khi cuộc bầu cử kết thúc. Do đó, ngay sau khi phán quyết trên được công bố, ông Trump đã dành lời khen hết mực cho phán quyết này trên mạng xã hội. Chiến thắng lớn cho hiến pháp và nền dân chủ của chúng ta, tự hào khi là người Mỹ. Ông Trump là ứng cử viên Đảng Cộng Hòa sẽ đối đầu với Tổng thống đương nhiệm Joe Biden của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống ngày 5 tháng 11 tới. Ông cũng là cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố hình sự, đồng thời là cựu Tổng thống đầu tiên bị kết án hình sự. Giáo sư Clare Wordsford tại Đại học Charleston nhận định phán quyết của tòa án tối cao Mỹ sẽ gây khó khăn lớn cho công tố viên, đặc biệt Jack Smith, theo đuổi vụ kiện chống lại ông Trump. Phán quyết cũng có thể tác động sâu rộng đến hệ thống chính trị Mỹ, mở rộng quyền lực và quyền miễn trừ trừng phạt của các tổng thống tương lai. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 2 tháng 7 đã chỉ trích phán quyết của tòa án tối cao về quyền miễn trừ của tổng thống, vốn được coi là chiến thắng cho đối thủ tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump. Ông Biden gọi đây là tiền lệ nguy hiểm gây bất lợi cho người dân Mỹ. Những bài phát biểu từ Nhà Trắng, tổng thống Biden cho biết, quyết định này có nghĩa là ông Trump rất khó có thể phải ra tòa trước cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 năm nay vì tham gia vào vụ tìm cách lật ngược kết quả bầu cử năm 2020. Quốc gia này được thành lập dựa trên nguyên tắc rằng không có ngoại lệ ở Mỹ. Mỗi người chúng ta đều bình đẳng trước pháp luật, không ai, không cá nhân nào đứng trên luật pháp, ngay cả Tổng thống Mỹ cũng vậy, ông Biden nói. Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh, Công chúng có quyền được biết kết quả của cuộc truy tố đó trước cuộc bầu cử vào tháng 11 năm nay, nhưng cho rằng bây giờ vì quyết định của tòa hôm nay, điều đó rất khó, rất khó xảy ra. Đó là một bất công khủng khiếp đối với người dân ở quốc gia này. Kênh CNN của Mỹ cũng dẫn lời ông Biden nêu rõ, phán quyết của tòa án tối cao ngày hôm nay về quyền miễn trừ của tổng thống đã tạo ra sự thay đổi căn bản. Về mọi mặt trên thực tế, hầu như không có giới hạn nào đối với những gì tổng thống có thể làm. Đây là một nguyên tắc mới và là một tiền lệ nguy hiểm, vì quyền lực của chức vụ sẽ không còn bị luật pháp hạn chế nữa, ngay cả với tòa án tối cao Mỹ bài phát biểu chính trị đáng chú ý trên của tổng thống biden diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với chiến dịch của ông khi cố gắng vượt qua những lo ngại dai dẳng về tuổi tác vốn đã trầm trọng hơn sau so màn tranh luận tổng thống vào tuần trước màn thể hiện không ổn định đã gây lo lắng cho những nhà tài trợ hàng đầu của ông joe biden và đặt ra những câu hỏi cho đảng dân chủ về việc liệu ông biden có nên tiếp tục tham gia tranh cử hay không Theo giới phân tích, phán quyết của tòa án tối cao sẽ bất lợi cho Tổng thống Joe Biden trong nỗ lực công kích đối thủ. Trong chiến dịch tranh cử, ông Biden đã chỉ trích gay gắt đối thủ Donald Trump vì liên quan đến cuộc tấn công vào Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021. Chiến dịch của ông Biden cũng chỉ trích ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Ông Trump đang tranh cử Tổng thống với tư cách là một tội phạm bị kết án với lý do tương tự mà ông ấy ngồi yên. Trong khi đám đông tấn công dữ dội vào Điện Capitol, ông ấy cho rằng mình đứng trên luật pháp và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giành được và nắm quyền lực cho riêng mình trong khi đó phe cộng hòa cho biết ông trump sẽ tận dụng phán quyết như một sự may mắn các chuyên gia pháp lý cho rằng ông trump sẽ sử dụng phán quyết để tiếp tục cố gắng kéo dài vụ án lật đổ bầu cử trên thực tế chiến thuật trì hoãn các phiên tòa là vũ khí chính của ông trump trong cả bốn vụ án hình sự mà ông đối mặt đến nay chỉ một trường hợp được hoãn xét xử vụ chi tiền bịt miệng sau khiêu dâm theo washington post một số nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa đang cân nhắc đưa ra luật cho phép các cựu tổng thống chuyển các vụ xét xử cấp bang lên tòa án liên bang để được hưởng bảo vệ tốt hơn. Theo CNN, với phán quyết về quyền miễn trừ truy tố mà tòa án tối cao Mỹ đưa ra ngày 1 tháng 7, phiên tòa xét xử ông Donald Trump vì cố gắng lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 khó có thể diễn ra trước tháng 11. Theo giáo sư luật James Shamley tại Đại học Hofstra, với việc nâng cao các rào cản để truy tiêu ông Trump thành công, tòa án đã trao cho Tổng thống Trump một chiến thắng khi ông ấy sắp về đích của chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2024. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với tạp chí Time xuất bản hồi tháng 4 vừa qua, cựu Tổng thống Mỹ đã hé lộ tầm nhìn trong một nhiệm kỳ thứ hai tại Nhà Trắng. Vấn đề nhập cư, ông Trump cho biết sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiến hành trục xuất hàng loạt, bao gồm việc sử dụng quân đội để trục xuất 11 triệu người nhập cư không có giấy tờ. Về vấn đề phá thai, một chủ đề nóng bỏng khác trong mùa bầu cử năm nay, ông Trump nhắc lại, lập trường của mình rằng ông ấy sẽ để vấn đề này cho từng bang của Mỹ quyết định trong việc có truy tố những người vi phạm chính sách hay không. Về chính sách thương mại và đầu tư, ông Trump nhấn mạnh sẽ tiếp tục chương trình nghị sự nước Mỹ trên hết của mình, trong đó có kế hoạch áp đặt thuế 10% với hàng nhập khẩu để bảo vệ ngành công nghiệp của Mỹ. Kế hoạch này được dự báo sẽ gây ra một làn sóng gián đoạn mới cho chuỗi cung ứng toàn cầu. Động thái này sẽ tạo áp lực buộc các đồng minh của Mỹ bao gồm Canada, Mexico và thậm chí là cả Nhật Bản ngồi vào bàn đàm phán. Đây là chiến thuật của ông Trump thường dùng trong nhiệm kỳ trước của ông. Về chính sách thuế, ông Trump có kế hoạch áp dụng vĩnh viễn chương trình giảm thuế thu nhập cá nhân mà ông ban hành trong nhiệm kỳ của mình. Dự kiến hết hạn vào năm 2025, chương trình này chủ yếu làm lợi cho các hộ gia đình giàu có, chủ sở hữu doanh nghiệp nhỏ và chủ sở hữu bất động sản. Với doanh nghiệp trong nhiệm kỳ trước Chính quyền của ông Trump và Quốc hội quyết định giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 35% xuống còn 21%. nguồn tin thân cận với chương trình nghị sự của ông Trump cho biết, nhằm giành sự ủng hộ của tầng lớp trung lưu và lao động, ông Trump sẽ không tìm cách hạ thuế thu nhập doanh nghiệp xuống mức 15% như mục tiêu đặt ra hồi đầu nhiệm kỳ của mình nữa. Với chính sách tài khoá, ông Trump không có quan điểm thắt lưng buộc bụng. Chương trình giảm thuế năm 2017 của ông đã khiến thâm hụt ngân sách của Mỹ tăng vọt bên cạnh đó vị cựu tổng thống cũng không đưa ra chính sách nào ảnh hưởng tới chương trình an sinh xã hội và medicaid hai trong số những chương trình lớn nhất gây tăng thâm hụt ngân sách dài hạn ở mỹ thay vào đó trong chiến dịch tranh cử ông trump cam kết kiểm soát chi tiêu quá mức của chính phủ vào chương trình viện trợ nước ngoài tài trợ khí hậu nhập cư và một số lĩnh vực khác Ông cũng nhấn mạnh lập trường cô lập khi tuyên bố sẽ tiết kiệm ngân sách bằng nhiều biện pháp, trong đó bao gồm việc không để Mỹ liên quan tới các cuộc xung đột tốn kém ở nước ngoài như chiến tranh ở Ukraine. Về chính sách khí hậu, ông Trump dự kiến đảo ngược các chính sách khí hậu của ông Biden qua một loạt biện pháp gồm hủy bỏ các quy định như tiết kiệm nhiên liệu và tiêu chuẩn khí thải. Ông cũng sẽ rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, động thái ông từng thực hiện khi còn đương chức. Về chính sách năng lượng, ông Trump cam kết nếu tái đắc cử sẽ loại bỏ mọi rào cản để thúc đẩy động thái khai thác dầu khí tại Mỹ. Ông cũng hứa hẹn đẩy nhanh việc cấp phép cho các đường ống khí tự nhiên vào vùng đá phiến Marcellus trải dài trên ba bang Pennsylvania, New York và Ohio. Một ưu tiên nữa trong chương trình nghị sự của ông Trump là loại bỏ các chính sách thúc đẩy Mỹ, chuyển đổi sang xe điện và năng lượng sạch.